Mến chào quý vị. Lần nữa rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh tin tức 24h TV. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây sẽ là những tin chính. Tàu nga mang hơn 100 tên lửa hành trình Kalibr lởn vởn trên biển khiến Ukraine kinh hãi. Prada Ukraine ngày 5 tháng 12 dẫn thông báo của Hải quân Ukraine khẳng định họ phát hiện 21 tàu quân sự Nga đang hoạt động trên Biển Đen, trong đó 4 tàu tên lửa mang theo 24 quả Khalif. Ở địa Trung Hải có 9 tàu đối phương, 5 trong số chúng mang Khalif, tổng cộng 76 tên lửa. Theo nguồn tin của Prada Ukraina, Nga cũng đang duy trì hai tàu chiến trên biển Azov và tiếp tục kiểm soát toàn diện thông tin liên lạc ở khu vực. Khalif là mẫu tên lửa chủ chốt được Hải quân Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Thông tin về tàu chiến Nga mang Khalif hoạt động ở Biển Đen và Địa Trung Hải được đưa ra trong bối cảnh phương Tây gần đây cho rằng Moscow đang thiếu hụt tên lửa đạn dược. Nga những tháng qua tiến công chậm rãi ở mặt trận miền Đông và đã rút khỏi một phần tỉnh Kherson trước áp lực phản công từ lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, họ vẫn duy trì tần suất không kích các mục tiêu trên khắp lãnh thổ. Từ tháng 10 năm 2022, Nga nhiều lần khai hỏa tên lửa dẫn đường, bao gồm Khalif và các mục tiêu hạ tầng năng lượng của Ukraine. Đến nay, hơn 50% hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine đã bị vô hiệu hóa và cần nhiều thời gian để khôi phục. Cuối tháng 11, có thời điểm giới chức Ukraine xác nhận khoảng 80% cư dân thủ đô Kiev không có điện và không được cấp nước trong nhiều giờ. Nhiều địa phương khác như Elviv, Potava, Dnipropetrov hay Klyprovohat cũng mất điện nước và sưởi. Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Ravrov nhấn mạnh, Chúng tôi vô hiệu hóa các cơ sở năng lượng ở Ukraine vì chúng đóng vai trò trong việc phương Tây bơm vũ khí sát thương vào Ukraine để sát hại người Nga. Ông Lavrov khẳng định đối thoại là cách duy nhất giúp sớm chấm dứt chiến sự. Ô ạt viện trợ cho Ukraine kho vũ khí NATO cạn kiệt nghiêm trọng Tính từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine, NATO đã viện trợ 40 tỷ đô la Mỹ vũ khí cho Ukraine, hầu hết là vũ khí trong các kho dự trữ hiện có. Tuy nhiên, kho vũ khí của phương Tây đang có dấu hiệu cạn kiệt, trong khi năng lực sản xuất quốc phòng bị hạn chế, các dây chuyền sản xuất vũ khí không thể tăng tốc trong một sớm một chiều. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã viện trợ an ninh hàng tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ anthony Blinken cho biết, các nước đồng minh NATO và đối tác đã cung cấp vũ khí trị giá 40 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine và sẽ còn cung cấp thêm nữa. Số tiền 40 tỷ đô la Mỹ này tương đương với ngân sách quân sự hàng năm của Pháp. Cuối tháng 11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thừa nhận, hầu hết các quốc gia thành viên NATO đã cạn kiệt đáng kể kho dự trữ vũ khí do viện trợ cho Ukraine. Ông kêu gọi ngành công nghiệp quốc phòng của các nước giúp bổ sung những vũ khí bị hao hụt. Ông Jens Stoltenberg phát biểu, Tôi hoan nghênh những nỗ lực của Liên minh châu Âu phối hợp để cung cấp vũ khí Tôi nghĩ cần phải giảm chi phí để hướng đến những đơn hàng lớn hơn và có thể giải quyết đứt gãy của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu. Tờ New York Times dẫn lời một quan chức giấu tên của NATO cho hay, kho dự trữ vũ khí của ít nhất 20 trong số 30 quốc gia thành viên của Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã gần như cạn kiệt. Các nước nhỏ hơn như Litva không còn khả năng viện trợ vũ khí. Giới chức Đức hồi tháng 9 cho biết khả năng viện trợ quân sự cho Ukraine đã tới hạn. Tờ Financial Times cho rằng, cuộc chiến ở Ukraine phơi bày thực tế phũ phàng về năng lực vũ khí của phương Tây. Tờ báo trích dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia London Russi cho rằng, với tỷ lệ tiêu thụ pháo của Ukraine, kho dự trữ của Anh chỉ có thể đáp ứng trong một tuần, và các đồng minh châu Âu của Anh cũng không ở vị thế tốt hơn. Trong khi đó, các dây chuyền sản xuất vũ khí không thể tăng công suất trong một sớm một chiều. Việc tăng công suất đòi hỏi phải có đầu tư, trong khi không ai biết cuộc chiến này kéo dài bao lâu để đầu tư lâu dài. Nhiều chuyên gia dự đoán nếu xung đột Nga-Ukraine tiếp tục rằng co và kéo dài, các nước phương Tây sẽ không thể duy trì quy mô và tốc độ viện trợ như hiện nay. Mỹ nói về chiến thuật mưa hỏa lực của Nga trên tiền tuyến tại Ukraine. NBC News đưa tin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ Arvin Hanes nhận định, tốc độ khai hỏa đạn dược của Nga ở Ukraine đã vượt khả năng sản xuất của Moscow để bù đắp cho kho khí tảnh. Đồng thời, theo bà tốc độ Nga sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác, thậm chí còn nhanh hơn vũ khí thông thường. Bà Harness nói với NBC News rằng, Nga đang sử dụng vũ khí với tốc độ khá nhanh, khiến Điện Kremlin phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ các quốc gia khác. Bà cho rằng Nga đang đối mặt với thách thức khi không thể sản xuất đủ đạn dược trong nước. Giới chức Mỹ đồng thời cho biết, Nga đã bắn 20.000 quả đạn pháo mỗi ngày tại Ukraine, cả vào thời điểm khi Moscow đối mặt với bức lùi trên chiến trường trước đối thủ. Nga chưa lên tiếng về bình luận của giới chức Mỹ. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Renikov nói rằng kho tên lửa của Nga đang đối mặt với bốn kẻ thù khiến cho Moscow bị thiếu khí tài. Bốn kẻ thù của kho tên lửa Nga, lực lượng phòng không hiệu quả của Ukraine, lực lượng tên lửa không đủ mạnh của Nga, các lệnh trừng phạt và thời gian, ông Renikov nói trước đó giới quan sát phương tây nhận định các lệnh trừng phạt áp lên nga dường như đang khiến họ đối mặt với thách thức trong việc lấp đầy kho vũ khí để duy trì chiến dịch quân sự và moscow thì đang tìm đến nguồn cung cấp từ các nước đối tác đồng minh tuy nhiên nga nhiều lần bác bỏ thông tin này và chỉ trích việc phương tây tiếp tục viện trợ khí tài quân sự cho ukraine khiến hòa đàm bế tắc xung đột kéo dài các nhận định của phương Tây đều chưa có bằng chứng cụ thể và Nga thì vẫn đang tiếp tục chiến thuật tập kích tên lửa diện rộng tại Ukraine trong thời gian qua, khiến cơ sở hạ tầng năng lượng của đối thủ bị thiệt hại nghiêm trọng. Tháng trước, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, Moscow vẫn chưa sử dụng hết kho vũ khí, đạn dược cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Vì những lý do nhất định, Nga vẫn chưa sử dụng toàn bộ kho vũ khí, trang thiết bị, đạn dược cho chiến dịch tại Ukraine, Chúng tôi cũng chưa tập kích toàn bộ mục tiêu tiềm tàng của đối phương, không chỉ vì lý do nhân đạo mà còn bởi mọi thứ đều cần phải đúng thời điểm, ông Medvedev nói. Hôm 23 tháng 11, ông Medvedev cho biết, đối phương tiếp tục tính toán cẩn thận các vụ phóng và kho dự trữ vũ khí của chúng tôi, nhưng họ phải hiểu rằng họ đang hy vọng vô ích rằng chúng ta cạn kiệt vũ khí, những vụ phóng còn tiếp tục đủ cho tất cả mọi người. Hồi tháng 10, Nga thừa nhận họ đang phải đối mặt với thách thức để cung cấp đủ vũ khí cho tân binh mới được triệu tập. Tuy nhiên, Moscow tuyên bố tốc độ sản xuất khí tài đã tăng gấp nhiều lần trong thời gian qua. Mặt khác, theo Eurasian Times, kho vũ khí của phương Tây cũng đang phải đối mặt với thách thức sau thời gian ồ ạt viện trợ khí tài cho Ukraine. Một quan chức NATO nói với Foreign Policy rằng phương Tây đang thúc giục các nhà thầu quốc phòng tăng tốc sản xuất vũ khí để lấp đầy kho khí tài đang đối mặt với nguy cơ cạn kiệt. Ukraine đột kích xâm nhập phòng tuyến của Nga, lần đầu tiên cắm cờ tại bờ đông sông Dnipro. Đơn vị đặc nhiệm của Ukraine đã đổ bộ lên bờ đông sông Dnipro trong cuộc đột kích bằng các thuyền nhỏ và cắm cờ tại đây, theo The National News. Đây là lần đầu tiên các lực lượng Ukraine xâm nhập được vào bờ đông sông Dnipro, nơi các lực lượng Nga đang phòng thủ. Các binh sĩ đặc nhiệm từ đơn vị tình báo hàng không đặc biệt Kansan được cho là đã vượt qua con sông rộng 1 km trên những chiếc thuyền cao tốc nhỏ. Một đoạn phim được đăng tải trên mạng xã hội Telegram cho thấy một đơn vị đặc nhiệm Ukraine băng qua sông Dnipro trên 3 chiếc thuyền cao tốc nhỏ mà không gặp bất cứ chướng ngại vật nào. Các đặc nhiệm Ukraine đã đổ bộ vào lãnh thổ do Nga kiểm soát vào thứ Bảy ngày 3 tháng 12. Một đoạn video bằng máy bay không người lái sau đó cho thấy lá cờ Ukraine đã được gắn vào một cần cầu lớn gần bờ sông. Đây được cho là lần đầu tiên lá cờ xanh và vàng của Ukraine tung bay ở bờ đông sông Dnipro kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra vào tháng 2. Đây được cho là dấu hiệu báo trước để Ukraine thiết lập một cuộc phản công mạnh mẽ mới hoặc một cuộc đột kích táo bạo vào phòng tuyến của Nga một lần nữa. Trang web của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ bình luận Cuộc tấn công này của Ukraine vào bờ đông sông Dnipro có thể mở đường cho các lực lượng Ukraine bắt đầu hoạt động ở bờ đông. Việc thiết lập các vị trí dọc theo bờ phía đông của con sông có thể sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động tấn công của Ukraine trong tương lai vào Kherson nếu quân đội Ukraine tiếp tục tuyến công ở phía Nam. Nếu các lực lượng Ukraine có thể tiếp tục tiến hành các cuộc đột kích thành công như trên và tiếp tục chọc thủng các phòng tuyến của Nga, thì điều đó chắc chắn họ sẽ gây khó khăn cho các chỉ huy của Moscow ở khu vực Kherson là cửa ngõ dẫn đến bán đảo Crimea bị Nga sắp nhập năm 2014. Cũng có ý kiến cho rằng đợt đóng băng vừa bắt đầu gần đây sẽ giúp Ukraine đẩy mạnh các hoạt động tấn công sử dụng xe bọc thép. Tuy nhiên, Nga đã thiết lập các vị trí phòng thủ vững chắc theo chiều sâu với ít nhất 3 tuyến hào riêng chạy ngược từ Dnipro đến biên giới Crimea. Nhưng các phòng tuyến của Nga được cho là vẫn có thể bị thiết giáp Ukraine tấn công nếu các chỉ huy của Kiev có thể thiết lập một điểm vượt sông vững chắc để đưa các phương tiện hạng nặng vượt qua sông Dnipro. Ukraine khoe được thời tiết giúp sức, chờ tin tốt từ chiến trường Donbass. Ukrainska Pravda ngày 5 tháng 12 đưa tin, Sheki Haidai, người đứng đầu cơ quan dân sự quân sự khu vực Luzhkan, cho biết thời tiết đang trở nên thuận lợi cho quân Ukraine tại các khu vực Svatom và Kremina tại Luzhkan. Chúng tôi mong đợi những tin tức tích cực sẽ thúc đẩy sự thành công của lực lượng vũ trang Ukraine trong tương lai gần trên chiến trường. Trước đó, ông Haidai cho biết thời tiết đang thay đổi, điều này sẽ giúp ích cho quân đội Ukraine. Lực lượng đã ngập trong bùn đến thắt lưng trước khi nhiệt độ giảm xuống. Giờ đây các thiết bị hạng nặng sẽ có thể di chuyển nhanh hơn. Chúng tôi đã ở rất gần Crimea. Theo tổ chức Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở ở Mỹ, giới chức Ukraine kỳ vọng rằng địa hình bùn ẩm ướt và dễ xa lầy tại Ukraine trước đó sẽ đông cứng lại khi nhiệt độ tiếp tục giảm. Điều này sẽ khiến các khí tài vũ khí của Ukraine không bị lún và được triển khai hiệu quả hơn so với trước đó. Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh nhận định, mùa đông sẽ gây ra trở ngại cho cả Ukraine và Nga trong cuộc chiến kéo dài, và thời tiết lạnh giá sẽ mang đến nhiều khó khăn và thách thức. Khi mùa đông đến, thời gian ban ngày sẽ chỉ kéo dài khoảng 9 giờ đồng hồ so với 15 đến 16 giờ như mùa hè tại châu Âu. Anh nhận định, ngày ngắn hơn có thể sẽ làm thay đổi chiến lược của hai bên và có thể khiến họ tập trung vào phòng thủ hơn là tấn công. Ngoài vấn đề về điều kiện tác chiến, thời tiết lạnh giá có thể dưới 0 độ vào mùa đông có thể khiến cho các nỗ lực cứu chữa thương binh trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, các binh sĩ cũng bị gia tăng nguy cơ hạ thân nhiệt và bị bệnh vì lạnh giá. Thời tiết lạnh giá cũng có thể trở thành kẻ thù của khí tài quân sự. Các hệ thống vũ khí có thể dễ dàng bị trục trặc hơn trong điều kiện lạnh giá khắc nghiệt. Stephen Mayer, cựu thành viên Ủy ban Cố vấn của Bộ Ngoại giao về Chính sách Kinh tế Quốc tế và là người sáng lập công ty tư vấn quốc phòng Mỹ cho biết, các hoạt động quân sự quy mô lớn có thể sẽ bị đình trệ vì địa hình xa lầy. Bùn lầy cũng sẽ khiến việc di chuyển các thiết bị hạng nặng và triển khai quân đội sẽ gặp nhiều khó khăn. Các chuyên gia quân sự cho rằng Nga sẽ có nhiều lợi thế hơn Ukraine trong cuộc chiến mùa đông, bởi thời tiết mùa đông khiến quân Nga khó tiến nhưng lại dễ phòng thủ. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Ukraine vẫn đang tỏ ra lạc quan về kế hoạch giành lại các vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát, ngay cả khi mùa đông khắc nghiệt sắp đến và có thể tác động mạnh mẽ tới đà phản công của Kiev trên toàn mặt trận. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Jakorovnikov nói với Newsweek, Thời tiết chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công tác hậu cần, nhưng tôi không nghĩ Ukraine sẽ trì hoãn chiến dịch phản công. Ukraine sẽ không có lợi nếu như quân Nga có thời gian nghỉ ngơi. Họ sẽ sử dụng thời gian đó để củng cố cho phòng tuyến, hồi phục và bổ sung lực lượng. Ukraine không thể trao cho họ cơ hội như vậy. ISW cũng dự đoán rằng Ukraine sẽ ít có khả năng dừng phản công quân đội Nga khi mùa đông lạnh giá bắt đầu. Thực hư siêu tăng T-90M Nga thứ hai bị Ukraine bắt sống tại Donbass Truyền thông ủng hộ Ukraine mới đây đăng tải đoạn clip được cho là xe tăng T-90M của quân đội Nga đã bị bắt sống tại Donbass. Trước đó, phía Ukraine cũng đã thu giữ một chiếc T-90M, cùng với đó là họ cũng cho biết đã phá hủy 7 chiếc T-90M khác. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin phía Ukraine đưa ra. Nga quyết định tung siêu tăng T-90M vào chiến trường Ukraine sau khi họ sử dụng các dòng xe tăng chủ lực như T-72B, T-72B3, T-80BV T-80BVM, T-90A và bị tổn thất nghiêm trọng. Phía Ukraine tới nay cho biết họ đã loại khỏi vòng chiến đấu ít nhất 2.000 xe tăng các loại của Nga, song phía Moscow chưa bình luận về thông tin này. Quân đội Nga đã bắt đầu được nhận các xe tăng T-90M Prorip 3 hiện đại hóa vào tháng 3 năm 2021. Được biết, Bộ Quốc phòng Nga và công ty Uran Vagon Zavod đã ký kết hợp đồng nhà nước để đại tu hiện đại hóa T-90A thành T-90M hồi tháng 6 năm 2019. T-14 Amata được đánh giá là dòng xe tăng cách mạng của Nga sau khi liên xô tan rã. Tuy vậy, những vấn đề kỹ thuật của loại xe này vẫn chưa được giải quyết xong, vì vậy chúng liên tục trễ hẹn và biên chế. Để lấp vào chỗ trống này, Nga đã phát triển một biến thể cực mạnh của dòng xe tăng T-90 với định danh là T-90M Prorip Loại xe tăng này được đánh giá là có sức mạnh ngang ngửa với các biến thể xe tăng mạnh nhất của phương Tây. T-90M ProRip 3 được coi là phiên bản mạnh nhất hiện nay. Thậm chí Nga còn cho biết tính năng của dòng xe tăng này đã tiệm cận với cả siêu tăng T-14 Amata, trong khi giá thành lại thấp hơn nhiều. Trái tim của xe tăng T-90M ProRip 3 là động cơ diesel tăng áp V92S2F có công suất 1.130 mã lực, cung cấp cho chiếc chiến xa này khả năng cơ động rất cao. Động cơ mới có thể giúp T-90M chạy với tốc độ 72 km h trên đường nhựa. Ngoài ra, xe tăng T-90M còn được trang bị tháp pháo mới, hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến và hệ thống bảo vệ vững chắc. T-90M ProRip 3 có cách bố trí giáp phản ứng nổ RA và đèn nhiễu sóng hồng ngoại hiệu quả. T-90M ProRip 3 cũng được thiết kế với các phần giáp nghiêng hơn và trang bị thêm giáp lồng giữa tháp pháo và thân xe, giúp tăng khả năng sống sót khi bị tấn công. Bao phủ bên ngoài xe tăng T-90M là các lớp giáp phản ứng nổ thế hệ thứ tư tiên tiến mang tên Relic. Khối nổ 4S24 của nó có thể bố trí trong các hộp kim loại hoặc là túi treo mềm. Hệ thống phòng vệ chủ động Storam của T90M ProRip 3 cũng có độ tin cậy rất cao trong việc chống lại tên lửa chống tăng có điều khiển của đối phương. Ngoài ra đây cũng là dòng xe tăng duy nhất có trang bị giáp lưới thép quanh tháp pháo. Nhờ pháo chính và hệ thống điều khiển hỏa lực thế hệ mới, T90M có thể bắn xa và chính xác hơn. Thời gian ngắm bắn cũng được rút gọn đi rất nhiều. Một bổ sung quan trọng khác giúp tăng cường khả năng chiến đấu của T-90M chính là việc nó được trang bị thêm một máy phát điện diesel cỡ nhỏ có thể cấp điện cho các thiết bị điện tử trên xe trong trường hợp động cơ chính không hoạt động. Cho đến khi T-14 Amata vào biên chế, thì T-90M vẫn là cỗ xe tăng mạnh nhất hiện nay của quân đội Nga. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở các tin tức tiếp theo.